Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Thì ngày nay việc di chuyển bằng máy bay càng trở nên phổ biến bởi vì nó nhanh và rẻ. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách mua vé máy bay online của hãng Vietjet. Nếu mà bạn vào trong Google bạn tìm kiếm Vietjet thì bạn thấy nó sẽ có một số trang như là trang vietjetair.com hay là vietset.com.vn Thì cái trang vietset .com.vn đã bị cái công cụ phát hiện lừa đảo là nó thông báo đây là trang web giả mạo. Bởi vì thời gian vừa qua có một số uh, trang web lập ra chỉ cần thay đổi một ký tự so với trang chính, do vậy là nhiều người đã bị lừa. Nên các bạn đặc biệt chú ý là các bạn phải vào những cái trang chính thức. Như vậy là chúng ta sẽ truy cập vào trang là vietjetair.com. Trang này mình sử dụng công cụ chống lừa đảo thì nó thông báo là website này an toàn. Thì để đặt vé, đặt vé các bạn chọn vào trong cái mục đặt vé. Nó sẽ có hai lựa chọn là bạn mua vé khứ hồi hay là một chiều. Ở đây mình chọn một chiều. Điểm khởi hành thì mình sẽ chọn là Nha Trang, sân bay Cam Ranh, ngày khởi hành, mình sẽ chọn là tháng 5, ngày 20 tháng 5, điểm đến, mình chọn là Phú Quốc, ngày 20 tháng 5, loại tiền là Việt Nam, người lớn là lớn hơn 12 tuổi. Nếu bạn mua một vé thì bạn chọn 1 hay là 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Trẻ em từ 2 tới 11 tuổi, nếu có thì bạn chọn ở đây. Em bé nhỏ hơn 24 tháng, bạn sẽ chọn ở đây. Như vậy ở đây mình chỉ mua cho người lớn một chiều và mình sẽ chết là tìm giá vé rẻ nhất. Còn nếu bạn có mã khuyến mãi thì bạn sẽ nhập cái mã đó vào đây sau đó là tìm chuyến bay. Chọn giá vé, giá vé nó sẽ hiển thị theo tiền Việt Nam, ví dụ như là cái ô này, 49.000 hay là 559, giờ mình chọn 20 đây, là cái hạng Eco, do vậy là nó sẽ bao gồm 7 kg hành lý sách tay, sau đó nhấn tiếp tục thì ngày bay, giờ khởi hành, Nha Trang, giờ đến Phú Quốc, thời gian bay là một giờ năm phút, chuyến bay là Vietjet 663, thì nó sẽ có một số cái hạng ghế như sau là Eco, Deluxe, Skyboard. Mình sẽ chọn loại ghế thấp nhất, thì nó sẽ cộng thuế và phí là 514.900 đồng. Còn nếu bạn chọn Deluxe thì nó sẽ lên là 910.900 đồng. Hay là Skybox thì là 2 triệu 991. Như vậy mình chọn cái hạng Eco thì tổng của nó là 514.900 đồng. Chọn tiếp tục. Sau đó bạn sẽ điền thông tin liên hệ. Như vậy những cái ô mà có dấu sao thì bắt buộc các bạn phải điền. Mình sẽ nhập vào. Địa chỉ email, số điện thoại. Thông tin hành khách, quý danh thì bạn sẽ chọn ông, bà hay cô. Họ bạn sẽ nhập tiếng Việt không dấu. Tên đệm và tên. Nguyễn Văn A đây địa chỉ thành phố khu vực thì bạn sẽ chọn là việt nam tỉnh thì bạn chọn tỉnh email những cái mục này không có dấu sao các bạn không cần điền cũng được số điện thoại di động sau đó chọn tiếp tục ở trong cái phần chọn chỗ ngồi thì nó có những cái loại ghế như là ghế thường màu xanh ghế phía trước màu tím hay ghế đặc biệt màu đỏ ghế đang chọn màu vàng hay ghế ngồi gần lối thoát hiểm là màu xanh nước biển ví dụ như mình chọn cái ghế này 16 thì cái phí dịch vụ chỗ ngồi là 40.000 nhưng mình chọn cái ghế này thì nó là 90.000. hay là mình chọn cái màu xanh là 30.000. Như vậy cái hàng ghế phía ngoài bên này là hàng ghế gần bên cửa sổ của máy bay. Bây giờ mình sẽ chọn cái loại thấp là 30.000. Các danh mục và dịch vụ bổ sung nếu mà bạn có gửi hành lý ký gửi Thì bạn chọn Còn không thì bạn sẽ bỏ đi Không cảm ơn Như vậy là số tiền này nó giảm Ưu tiên check in Tức là ưu tiên làm thủ tục nhanh nhất Tiết kiệm thời gian 100.000 một khách Mình sẽ chọn là không Cảm ơn Bảo hiểm du lịch thì tổng chi phí bảo hiểm là 59.000 Mình sẽ chọn là không cảm ơn Thực ra trong vé máy bay đã có bảo hiểm rồi Còn đây chính là bảo hiểm du lịch Do vậy là mình sẽ không có chọn Như vậy tổng của nó là 547.900 đồng Sau đó chọn tiếp tục Thì các chi phí đặt chỗ như sau là cái vé là 49.000, sau đó cộng tiền thuế là 53.900, an ninh sân bay 20.000, thuế nội địa là 100.000, còn cái này là à, phí là 341.000, đăng ký chỗ ngồi 33.000, như vậy tổng cái số tiền bạn phải trả là 547.900 đồng. Thanh toán thì bạn có thể thanh toán qua American Express hay là Mastercard hay là Momo hay là Visa. Bởi vì mình thanh toán qua ATM, do vậy mình sẽ chọn là Nabas. Như vậy phí tiện ích là 55.000, như vậy tổng cộng lúc này là 602.900 đồng. Sau đó mình sẽ chọn chọn ô này, tiếp tục. xác nhận thông tin đặt chỗ. Rồi, bạn sẽ chọn ô này. Tiếp tục. Thì nó sẽ chuyển qua cái phần thanh toán online. Bạn sẽ điền tên chủ thể vào. Ví dụ như là Nguyễn Văn A. Số thẻ là cái mặt trước của cái thẻ ATM. Có dãy số bạn sẽ nhập vào. Ngày phát hành Tháng 5, ví dụ như là 04-11, số tiền tổng cộng. Sau đó bạn chọn là thanh toán, thì nó sẽ gửi một cái mã OTP đến cái điện thoại của bạn và bạn nhập mã OTP là xem như là thanh toán thành công. Thì trở lại với trang Vietjet, thì nó có cái mục là check-in trực tuyến. Bạn lưu ý là bạn phải hoàn tất khai báo y tế trực tuyến trước khi làm thủ tục chuyến bay. Thì bạn sẽ truy cập vào cái trang là tờ khai y tế để bạn khai báo. Còn đối với tự làm thủ tục chuyến bay này, lưu ý là nó sẽ áp dụng từ 24 giờ đến 1 giờ trước giờ khởi hành. Mà chỉ áp dụng đối với các sân bay nội địa chưa áp dụng các chuyến bay quốc tế. Cái lưu ý thứ hai là tự làm thủ tục thì không áp dụng cho các trường hợp sau là hành khách đi cùng em bé hoặc hành khách đang mang thai. Hành khách hạn chế khả năng vận động hoặc cần trợ giúp đặc biệt. Có hơn 9 hành khách trong cùng một mã đặt chỗ. Hành khách có hành lý ký gửi phải đến quầy làm thủ tục gửi hành lý nếu bạn thấy hữu ích thì hãy nhấn vào nút đăng ký, like cũng như là chia sẻ video à, cảm ơn các bạn rất nhiều.